Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm hai Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, tại quyết định số 1898 QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Phạm Thanh Hà, 48 tuổi, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học George Washington, Mỹ. Ông được tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước từ ngày 21 tháng 8 năm 2017. Trước đó, ông Phạm Thanh Hà là Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VCBS. Và tại quyết định số 1899 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Phạm Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Trước đó, ông Phạm Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện 100% vốn nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc tế Việt Nam. Trên đây, chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm hai Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.